Xin chào các bạn. Ngày hôm nay thì nhờ cái chuyến giao xe tại Phan Rang Tháp Chàm thì mình có được cơ hội tham quan cái tòa tháp của người Chăm này, rất là nổi tiếng ha, nổi tiếng trên thế giới luôn, không chỉ Việt Nam mình đâu ha. Bây giờ Ngọc mới thực sự thấy được cái độ hoành tráng của nó. Mình không hiểu được ngày xưa người ta bằng thủ công ráp ráp bằng cái đất nung mà người ta ráp được thành một cái khối tháp hùng vĩ như thế này. Đây là khối tháp chính nè, mọi người thấy không? Mới nhà. Rồi. Đây lần đầu tiên chủ xe được cái này ngồi lái. Thấp, nó hơi thấp. Dạ. Anh chỉnh ghế lên. Đây nè. Rồi, chút xíu thì chỉnh lại. Trên chuyến đi có sự tham gia của Tuấn Đoàn Vlog. Ồ, hay. Tín Nguyễn. Mắt nhìn không? Đây. Đây là cảnh tượng nắng rồi là nắng. Nắng như rang, nắng như rang. Phan rang. Đúng là phan rang luôn, nắng như rang. Gió như phan. Ngồi nãy chạy xe máy chút xíu mà rát hết cả tay. Lại xíu. Giờ mình được anh Phước đưa đến di tích Borong Garai. Garai. Không, ta đi đó. Di tích này của dân tộc Chăm ha. Ra đây biết bao nhiêu lần giờ mới được đi nè. Bây giờ mình sẽ mua vé vào tham quan di tích của dân tộc Chăm. Nắng quá. Rồi, giờ mình sẽ đi tham quan cái phòng ảnh nghệ thuật photography bán những đồ lưu niệm của dân tộc Chăm Ba. Con cái này này giống mà thợ bòi không? Mua gì không anh? Nó rồi đợi đi ăn cái 60 ngàn cái nón. Nón này đẹp không à? Vừa đợi đẹp vừa sang nữa. 70 ngàn cái nón này chứ. Mua cái nón đợi đi chứ. Con nón em bé 50 nè. Không có đi làm đẹp mà. Dạ. À tính hả? Đẹp hơn. Đây là phòng tranh ảnh nghệ thuật. Hình ảnh tư liệu á. Đây hình ảnh tư liệu về dân tộc Chăm. Chứng nhận ha. Quỹ Xuân Phúc, di tích quốc gia đặc biệt. Wow. Này xe bò hả? Xe trâu. Là xe trâu. Xe này chở gì ta? Cái là chở rô á.
Trời ơi, cái xe này nó kéo cái bánh xe này chắc cũng chết luôn. À. Đây là trang phục người Chăm, trang phục ông giữ đền. Thì Dũng ông giống như là Ai Cập quá. À. Có bộ này mặc đi giao xe chắc bành tráng dữ. Thôi hú hồn, ngồi đây. À, giật mình. Ông nội ngồi đây nãy giờ. Ngồi không lên tiếng gì trơn vậy ba. Linga Uni. Đây là cái Linga, đây là Uni. Sao cái Linga nó nhỏ mà cái Uni bự quá vậy? Đó, bây giờ lội bộ lên đây nè. Lối lên tháp. Sương rồng này đang hoa nè. Đó là tới thứ 10. Rồi bây giờ chính thức leo thang đi lên tháp. Đây chỗ nghỉ chân nè. À. Đó. Leo này xong là chiều bơi không nổi luôn. Hồi nãy em hỏi anh Hiếu biết nhà anh không vậy? Biết anh. Nó biết anh không? Nó biết được. Sao biết được? Dưới kia, nó cách đây 10 cây số anh. Không, đi xíu không xa. Mà đi lên nhìn xuống xa thiệt. À. Toàn cảnh thành phố Phan Rang Tháp Chàm. Tới rồi. Wow, đây nè. Đông lắm nha, đông nhiều người lắm nha. Đông quá nè. Đợi mọi người chụp hình xong rồi vô chụp luôn. Thôi đứng đứng đây chụp hết rồi. Em lên trên đi chụp. Mình thấy quảng cáo trên trên các cái kênh travel của Việt Nam, rồi một số cái kênh YouTube, rồi một số cái review của các anh bên nước ngoài, thì mình thấy mình ở người Việt Nam mà mình chưa bao giờ tới đây. Và thật ra thì trước đây, những năm trước thì mình cũng giao xe gần gần loanh quanh khu vực này mà mình cũng chưa được trải nghiệm cái thực tế của cái tháp này. Bây giờ mình thấy thực tế thì quá đẹp các bạn. Cực kỳ đẹp luôn. Những cái hoa văn được làm hoàn toàn bằng đất nung. Đẹp lắm mọi người. Đây nè. Rất là đẹp, rất là hùng vĩ. À, mọi người cho coi ha. Đây là đất nung ha, hoàn toàn là đất nung nè. Wow, đẹp lắm. Các bạn nào mà đi Phan Rang Tháp Chàm mà chưa tới cái điểm này thì nói chung là quá uổng. Quá uổng luôn. Đó, nhìn quá đã, quá đẹp. À. Rồi, đây là cái điểm nằm ở chóp trên đồi, cho nên là mình ngoài cái vấn đề mình ngắm những cái kiến trúc hùng vĩ của dân tộc Chăm ra thì chúng ta có thể nhìn xuống. Đó, thấy không? Đây là những ngọn núi nè. Thì giống như mình nhìn xuống thung lũng á, ở những cái cánh đồng ruộng nè. Nhà máy nè, đằng xa xa nhà máy quá trời kìa ha. Đó, núi nè ha. Còn bên đây thì nó sẽ có một cái hồ. Một cái hồ đằng kia, hồ lớn lắm. Cái hồn kia kìa. Ha. Đó, nhìn rất là đẹp.
Còn cái phía trước mặt của mình á là mình thấy phía kia là thành phố Phan Rang. Bên đó là bãi biển Ninh Chữ mọi người, bãi biển Ninh Chữ. Nên là nhìn rất là đẹp. Rồi, giờ mọi người xem lại một lần nữa nha. Cái kiến trúc này. Đẹp lắm mọi người ơi. Đẹp lắm luôn. Nhìn thực tế mới thấy nó hoành tráng cỡ nào. Nè, mọi người nhìn thấy không? Thấy anh Tuấn không? Anh mê mẩn luôn. Quên ăn, quên uống luôn. Quay phim nãy giờ giăng nắng luôn, cái đầu đen thui luôn. Da đen xì luôn, nó ngang dưới cái mấy gạch đây luôn rồi nè. Đẹp lắm. Quá đẹp. Mà công nhận ở đây nóng thiệt. Đúng là nắng như rang. Wow. Quá nắng. Giờ chắc đen quá. Bây giờ là 2 giờ 45 phút. Khách du lịch quá đông. Rất là nhiều người tham quan cái khu di tích này. Nãy là do trời nắng nên là mọi người chưa ra. Bây giờ là trời bắt đầu mát mẻ nên mọi người đổ xô ra tham quan khu di tích này ha. Thấy chưa? Đứng ở trên đây chúng ta có thể nhìn thấy ngắm cái toàn cảnh cái thành phố Phan Rang Tháp Chàm này rất là đẹp. Đó. Ghê là sông ha. Đẹp quá. Đây ngược nắng rồi. Đó, đông chưa mọi người? Rất là đông. Rất là nhiều người xem. Wow, bị chói nắng rồi, đen thui rồi. Ủ quá. Rất là tiếc nha mọi người. À, đây là cái cổng vào. Cổng vào. Đây là một cái cổng. Hồi nãy mình đi vào cái cổng kia. Cổng kia là cổng xét vé bên kia kìa. 4 người 80 ngàn. Đó. Ở dưới đây là cái khu công nghiệp, nhà máy trộn bê tông. Bên kia là các cái dãy núi bên kia kìa. Không biết là cái gì ha, đây không núi nữa. Hình như là biển nằm phía này. Biển nằm phía này. Đó. Đẹp vô cùng. Đi chơi được chủ xe hộ tống đi chơi nha mọi người. Đó. Đã chưa? Rồi mình về đây.